Hiện nay thì con thấy một số chùa người ta thả cá phóng sinh là thả tới mấy tấn cá. Thả đầu thì những cái người người ta sinh sống bằng cái nghề đó thì người ta chẳng mà đầu kia người ta bắt, hoặc là thả chim cũng vậy. Thì con xin hỏi chùa của mình cái đối với cái chuyện mà thả cá phóng sinh, cái quan điểm của chùa mình nó như thế nào ạ? Cái này không có quan niệm gì hết á, mà cái này là thực tế ông Phật dạy rõ ràng. Nếu anh bắt con cá mà anh thả nó sống cuộc đời nó tường thọ đó, anh có phước đức đó. Còn anh mới vừa thả chạy ra đằng kia nó bắt rồi, anh bị ác đức đó. Ác đức là tại sao ác đức? Là vì cái tổ chức cúng, thì cái chùa đó có tổ chức cúng là cái người xung quanh nó chạy đi kiếm con cá bắt. Bắt rồi cái người kia nó thấy ở cái chùa này thả hoài chặn đầu bắt. Hai anh tự động anh mang hai cái tội đồng lõa với người bắt và người hai người người bắt thả, người bắt bán, rồi người cái bắt ăn nữa. Đó, nó khổ là vậy. Nên mình phải hiểu cái này. Đức Phật có nói là cho rõ ràng, chứ không phải là ông dạy rất rõ ràng. Mà thôi bây giờ cái số mạng, cái mà cái nghiệp mạng của con người ở đây vạn vật nó cũng vậy, nó theo cái quy luật của nó, đừng có can thiệp vào. Mình đừng có can thiệp ai hết rồi, nó xin lỗi á. Cái người đó có nạn thì mình thấy mình đến mình giúp một cái tự nhiên thì tốt, chứ đừng có nói là giúp tôi cho rồi bà phải mang ơn tôi này kia. Ôi đừng có làm cái chuyện đó. Đức Phật nói rất rõ ràng, mình cái giúp tự nhiên là mình có phước đức, còn mình giúp mình kể công là khác à. Không, cái này không nên. Còn cái gì thả cá nên nhớ là xét lại, bởi cái này có nhiều cái chùa người ta làm ăn bằng cái này. Chùa không lo tu giác ngộ giải thoát mà lo ra cái chuyện phóng sanh. Phóng sanh mà tưởng đâu gì đem lại đằng này. Tôi thấy là tôi có cái chùa gì ở cầu Bình Lợi á, cứ rằm 14 nha, tàu nó ghe nó che đó, nó chỉ chút xíu nó thả này nó chạy làm sao khỏi cái này, cá nào chạy khỏi. Nó tạo cho cái nghiệp của người ta nữa, cái nghiệp hiện tại, cái nghiệp cái người đi bắt nữa. Mới 13, 14 rồi lại quá trời đông, nó phải đi tìm mưu tìm kế để nó bắt. Mà cái này là ai? Do ông thầy tổ chức, chứ ông thầy không có phóng sanh. Rồi ai phóng sanh? Nó cái tự mình tu mà không chịu lo giác ngộ giải thoát mà lo làm cái chuyện gì đâu, không làm cho cái nhân quả nó còn rối lên nữa. Đã nhân quả nó đã rối rồi mà lên còn rối thêm nữa. Rồi trả lời anh vấn đề phóng sanh vậy, anh có đồng ý không? Đồng ý thì cứ hỏi. Dạ con xin cảm ơn nhà chủ ạ.